cục cục hòn hòn luôn. Mà kiểu rất là lâu nào nó cũng có nhận. Hồi bữa cô da mặt con mình cũng vậy, lấy lên nhìn thấy đã luôn. Trời ơi, ước gì giống như là mình ấy mình thấy lấy lên thấy đã gì đâu. Cứng luôn á. Cái này mà để nữa nó thành tàn nhang luôn. Mặt không biết tàn nhang luôn. Trời đó, trời ơi. Bụng đây phải dùng sức nữa. Cái da kia nó yếu. Cái này nó khỏe mà nó cứng. Nó cứng. Cố lên em. Chịu khó đau. Muốn đẹp phải đau con. Chịu được không? Được, khó đau. Từ từ nó hết. Nặng một tim nặng hơn. Cái đó mà đợi nó cứng luôn ha. Trời ơi nặng to, wow, nguyên cục cục cò cho Hà Bá luôn. Nghe bình luận viên sống động dễ sợ. Ủa là sao? Quá trời là cục bự 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 luôn. Thả lắm đó, thả lắm đó. Đúng không? Con phải chịu đau. Mấy cái bông của chỗ cái đó. Ta lấy ra cho nó hết. Đó, thấy không? Đau lắm nhưng mà phải chịu. Tại vì người ta lấy cục cò lên không phải đơn giản đâu con. Một ngày gặp 3 ca này là dục luôn cái tay đó. Lâu lâu cũng được 1 ca đó chứ đâu tại giữ nó nhiều vậy. Không, nó mụn nhiều thì không sao nhưng mà nó cứng. Mụn này là mụn cứng. Cái kia là nó có mũ nhưng mà nó cái ấy ra là xịt ra là nặng lên cái liền. Còn này nó cứng ngắt luôn. Để lâu quá. Mẹ cũng để lâu quá. Cũng chịu đựng dữ chứ. À, mẹ sợ, mẹ cũng sợ đi tùm lum đó, mẹ sợ đi không đúng chỗ đó. Để vậy. Ê, có bông hồng qua rồi. Của đó của em, của tụi em là của cô Sipa đó. Cho nó cầm chút. Mẹ tới đây nắm tay nó nè. Cho anh chị á, hình như cô Sipa. Mẹ nhát quá. Qua. Nặng cứu lên đó. Người ta lấy cho đẹp. Mẹ mày đỡ cho quá trời luôn mà biết. Chị lấy gấu của em xuống được không? Được. Em dẫn em. Rồi cho nó ôm, cho nó có cái đồ ôm á. Rồi con ôm mày bám. Để cho cái tắc thở, cái con gấu của nó để cái tắc thở luôn đó chứ. Ôm gì. Khóc chưa? Chết rồi, cái cục này đau. Đó mà thấy mụn gớm không? Cho xuống dưới chưa đi, từ này đau. Lấy nhiều mụn đau. Quá trời đó, quá trời. Thôi mọi người đừng nói nữa mọi người. Ủa, hai mẹ đừng có nói cho tâm lý em nữa được không? Hai mẹ im lặng đi. Càng nói nó sẽ càng tủi thân, nó càng nói đau quá. Nó khóc luôn á. Đừng nói nữa. Nói nó mới chịu đựng chứ. Không, càng nói nó càng khóc á. Càng nói càng tủi thân á. Tủi thân à. Đúng không?
Em mà ai không đụng em thôi, em đang có gì đụng em mà em cãi nhức mắt liền. Gái gì không làm cái mặt nó đẹp. Mình động viên nó vậy nè, nó chịu khó, đau cỡ nào nó cũng chịu. Đó. Con chị như tôi rồi. Mới 13 đó, nó mới 13 rồi hả? 14 hả? Con chị kìa. Con chị hả? 15 đó. Vậy hả? Con hai nhà làm xuống luôn đi. Đau quá hả? Chị con xịt. Về nó rửa mặt nó mới nhẹ được. Con lên. Hết ngày luôn. Sao ba tắt đường luôn. Hôm qua có bạn kia người Pháp á, cũng 19 tuổi. Trai ý là bé này đau nó còn cho lấy, kia là không cho lấy luôn. Ông ngoại như gì. Đã chưa bao giờ lấy á. Đau nó mới hết, người ta lấy ra nó mới hết. Đó, con mới chán lên. Của bạn thì đợi gì mọi người? Hà đang rửa mặt mà. Ráng con, lấy nhung mụn lên con mới bớt được hả? Lấy là đợi. Đó, lấy lên là da mặt nó đẹp liền hả? Con ráng đi, là da mặt con đẹp là bạn nó khen liền à. Không bao giờ nó xuất hiện lại. Đúng rồi, lấy cồi lên rồi nó không có lên nữa. Nó sạch được rồi, nó sạch luôn à. Da mặt con bé này nó không có rũ đâu, lấy lên là nó không có rũ. Da mặt này chưa bị viêm nó chưa bị viêm. Mà mấy đứa này hồi sáng dậy sớm nó còn kéo luôn cả phòng dậy luôn á. 7 giờ sáng nó dậy rồi. Làm dậy theo luôn. Thì nó ngủ được nó dậy á. Dậy xong nó mở điện thoại nó coi. Làm em cũng dậy từ lúc 7 giờ sáng luôn. Tức chết sợ.
đau. Nghe yeah, Đồng Nai à. Ý là quận 5 nó cũng nhiều cái lắm á. Mà chị cũng cũng không tin tưởng nổi mà nó cũng chạy, chị chạy lên đây. Chị cho nó đi sớm đi chứ không để nhiều như bé này là hơi mệt á. Bé càng ít được chị càng càng khỏe. Không, chị đừng có để nó lâu. Nó lâu thì nó bị đau cái gì nè. Ít ít cho đi đi. Chị để càng lâu lấy nó càng nhiều, lấy nó càng đau. Thật là ít ít nó không đau. Đau ít. Trời ơi ạ. Để nó cứng quá giống vậy là lấy nặng lắm. Còn đỏ đỏ, người ta lấy ra nó không kể. Còn để mà nó khô vậy, khó lấy. Lấy xong cho con coi, nằm bụng đi lắm rồi. Quá trời luôn con ơi. Không ai bằng con đâu. Kinh thích sự. Chịu giỏi đó. Ừ. Để phải đẹp cho chịu chứ. Cô không chịu là con người ta không lấy ra là con da mặt con đổ đẹp đó. Hả, da mặt đẹp phải chịu thôi. Muốn da mặt đẹp thì phải chịu. Cũng không chịu là do mặt xấu. Trời ơi đây nè ha, xong rồi làm xong rồi qua Tết rồi mấy bạn vô bạn hết hồn luôn. Hết hồn luôn. À, nhìn da mặt con hết hồn luôn. Khỏi bị khẩu trang gì hết. Trời ơi, qua Tết đi chị cho em đi đẹp từ giờ tới Tết đi. Qua Tết mở khẩu trang. Tết này là có mặt đẹp rồi. Đang biết người đâu có để thiệu luôn à. Nhìn bạn không hết hồn mới sợ. Quê quê ăn nhà gái. Ui. Ăn nhà gái thích nha. Ai báo dữ vậy? Đứa nào báo đó? Số à? Em á. Mày nói số. Báo ít thì xu. Chị lên nhà mày quẩy giật giật liền hả? Tới đó thì mày không giật giật thì mày tới chuyện tao. Chờ xíu nha. Nhiều xíu chứ, bên kia đi. Rất là tay. Đi
chứ cái đau giờ à, đợt sau hết đau rồi. Đợt sau thúc thuốc rồi, thúc thuốc, thúc đồ rồi, cái nó mềm da rồi nó hết đau. Gồm lên vậy. Đụng đâu cũng thấy bụng nha. Mà nhìn mình cũng phải thấy bụng bụng thôi, mà đụng đâu là thấy bụng đó. À, đụng đâu là thấy bụng đó. Đụng nó ít. Nhưng mình em lấy kỹ á, kiểu như mình lấy nó cố gắng nào mình lấy mình thấy bụng mình lấy luôn, chứ còn mấy chỗ khác nó bỏ hết à. Nó cho xuất tùm lum la lên. Nó lấy bụng đâu được. Nó không lấy ra lấy gì đó. Bởi vậy nó thì chỉ đâu có quả đâu. Bởi vậy cho nên hiệu quả nó không có, cho nên người ta không tới nữa. Ta đi một lần hai lần không thấy giảm là ta đâu có thèm tới nữa đâu. Cái gì cũng vậy chứ, làm đi cho nó giảm xuống người ta mới tới lần nữa chứ. Chị cũng dẫn con chị đi nhiều cái xếp 3 dưới quận 5 rồi đấy chứ. Cho chị cũng đi tới rồi, nó cũng cho chị nhìn nặng gì nè. Cuối cùng đưa thuốc về xếp không bớt cho nhỏ đâu, càng ngày càng lên. Chị đi hai lần chị thấy giảm chị thục luôn. Đi chỗ khác, đi chỗ khác cuối cùng cũng vậy thì thôi. Bây giờ nó nói bây giờ mẹ đi lên cái chỗ này cho con. Nó bắt chị chở đi lên tới đây luôn á. Chứ đi đơn giản đâu. Cho chị đi bác sĩ da liễu luôn rồi. Chứ không phải mà đi một chỗ. Chỗ này là chỗ cuối cùng đường chân. Bật cho cái quạt đi. Cho cái quạt đi. Nằm mỗi tay luôn. Nó không phải là nó nhiều mà nó cứng á, nó cứng mình dùng lực nhiều á, nó sẽ mỏi.